Xin chào các bạn. Hôm nay mình tổ chức có một trò chơi mới các bạn ơi. Một trò chơi này là nó phổ biến từ thời nguyên thủy, nói chung là mới khai thiên lập địa. Trò chơi đơn giản nhưng mà cũng rất là vui. Trò chơi là mang tên là trò chơi khiên kiệu nha các bạn nha. Hồi trước kia là người ta thường hay là khiên những thủ lĩnh rồi những nhà quý tộc vào đi á, là người ta nói là nói chung lại là kêu là trò chơi khiên kiệu. Bây giờ mình tổ chức trò chơi khiên kiệu mà phổ biến cũng rất là xa xưa rồi nha các bạn nha, mà bây giờ cũng ít có nơi nào chơi lắm, thỉnh thoảng có một vài chỗ chơi thôi. Bây giờ mình ôn lại trò chơi này để cho các cháu sau này nó chơi nó vui, có nó biết rồi cho nó vui. Phổ biến cho dân gian Việt Nam các bạn. Trò chơi thế lệ như thế này là trong này có 10 cháu, chia làm 5 đội, mỗi đội là 2 cháu. Mà mình chơi khiên kiệu có nghĩa là ý nghĩa là khiên kiệu, nhưng mà mình khiên ba cái chai từ vạch này qua vạch kia quay về lại. Nếu mà đội nào về nhanh nhất mà lại không ngã chai là đội đó thắng nha các bạn nha. Bây giờ bắt đầu là mình triển khai trò chơi rồi các con. Bây giờ triển khai đội nào, bây giờ đội 1 với đội 2 là bắt đầu khiên trước rồi. Đội số 1, đội số 2 khiêng trước. Các con đứng đứng. Đứng đứng hay là lại ghế ngồi đi. Lại qua ghế con. Rồi bây giờ đội 1 đâu? Đội 1 bên này. Rồi, đội 2 qua kia. Rồi. Các bạn. Rất là vui các bạn ơi. Rồi chuẩn bị. 2 3. Khiêng từ từ nha. Ngã chai là thua các bạn. Rồi khiêng đi con. Ngã một chai cũng thua nha, nhanh nhất có thể nha. Rồi đây lẹ lên. Khiên kiệu là vậy các bạn. đây nhanh nhất có thể. Rồi tới vô cộng thôi. Rồi các bạn ơi, đội số 1 thắng không ngã chai nào. Đội số 2 ngã 2 chai hả con? 3 chai luôn chứ. Rồi đội số 1 lại, bây giờ đội số 2, đội số 3. Đội số 1, số 2, đội số 2, số 2, số 3. À, số 3, số 4. Rồi chéo vô con, chéo vô. Rồi khiêng nha, bắt đầu nè, chuẩn bị vô cơ 2, 1, 2, 3 là khiêng nha. Chuẩn bị, lại, 2, 3. Khiêng các bạn, khiêng kiểu là cái vậy các bạn ơi. Hồi nãy là đội 1, đội 2 mà đội 1 thắng, đội 2 thua. Rồi đây là thua rồi, thôi rút quân về. Lại nó ngã ba chai luôn rồi. Rồi để lại cho cũ đây nè con. Rồi lấy ba chai đâu vậy con, mày chỉ đâu vậy. Rồi đó là thắng rồi. Rồi chéo lên con, chéo lên. Nó chưa đụng vật không, chưa đụng vật không. Đó là thua, hai đội đều thua. tới vạch nó quay về lại con, hiểu không? Rồi bây giờ đội năm không có đội sáu. Bây giờ đội bây giờ nó lẻ đội các bạn. Lẻ bây giờ vậy thôi, giờ tính vậy. Đội 5 với đội 1 đi. Rồi có đội nào nó rớt là rớt luôn. Vô con, vô đội 5 với đội 1. Đội 5 với đội 1 các bạn, khiên kiệu các bạn ơi. Rất là vui. 2, 3. Lên đường. Nhanh nhất có thể nha con nha. Mà không có ngã nha. Ngã là thua. Ai ba điểm trước thì thắng. Hả? Ai ba điểm trước thì thắng. Rồi ngã luôn hả? Rồi đội 1 thắng các bạn ơi, đội 1 thắng. Ba chai không có ngã chai nào hết. Rồi lượm chai lại con, lại lượm chai. Rồi. Nó có ngã nó cũng còn đứng còn thắng, nó trong là thắng rồi. Bây giờ giả là không. Rồi cứ chơi vậy đi. Rồi bây giờ đội 5 thua cuộc đúng không các bạn? Đội 5 thua cuộc. Bây giờ xếp vô con, xếp vô
rồi. Rồi sao không sao, có miễn cái chai nó đứng là được rồi. Rất là vui các bạn. Trò chơi này nó phổ biến rất là xa xưa là lâu rồi. Bây giờ mình ôn lại cho các cháu nó chơi. Bây giờ đội 5 thua phải không? Đội 1 thắng. Bây giờ đội hồi nãy đội đội 2, đội 3, đội nào ta thắng? Đội 2, đội 3 thua hả? Ừ. Đội 1 thắng hả? Vậy là hai đội đều thua hết rồi. Đội 2 cũng thua. Đâu? Đội 1, đội 2. Rồi đầu tiên đội 1, đội 2 rồi đội 2 thua. Đội 3, đội 4. 3, 4 thua luôn. Thua luôn. 3, 4 hồi nãy đều thua phải không? Đều thua. Thôi bây giờ cho vậy. Tại đội 3, đội 4 là nó không rõ ràng. Bây giờ cho thi lại. Đội 3, đội 4 lại thi lại con. Tại giờ đứa thì nó chưa tới vạch nhưng mà nó quay về. Còn đứa thì ngã chai. Chưa rõ ràng, bây giờ cho thi lại. Rồi thi lại đội 3, đội 4 dựng lên con. Chuyên chịu các bạn. Rồi. Chuẩn bị nha, chuẩn bị chú hô nha. 2, 3. Đây, từ. Rất là vui các bạn, chuyên chịu. Rồi. Rồi, khiến giờ quay đầu về. Con bị sai rồi, con để xuống từ từ cho nó khỏi ngã ra con. Chưa gì, con bị thua rồi. Bữa nay nó ngã một chai rồi, nó còn đứng hai chai nó cũng còn thắng. Bây giờ đội đây không ấy. Đấy. Đội 3 kia đội 4 luôn. Đội 3 về tới đích nhưng mà ngã có một chai. Còn đội kia ẩu á, đúng ra là không ngã chai nào nhưng mà bỏ lụi lại cái ngã hết luôn. Nên là đội 4 thua, đội 3 thắng. Như vậy phải không? Đội 3 thắng đúng không con? Như vậy là tổng cộng hết mấy đội kia là thua hết luôn không? Thua hết. Mấy ông ẩu quá không? Mấy ông thanh niên nhí là ông ẩu quá. Ông bỏ xuống mà ông bỏ lụi nó ngã hết trơn à. Đúng ra đây nè con, trò chơi như vậy. Con tới chỗ phải không? Con tới chỗ xong con để từ từ xuống cho nó đứng phải không? Còn mình tới chỗ mà con chủ quan phải không? Chủ quan mình bỏ lụi nó ngã là bị thua. Trò chơi là vậy các bạn. Rồi bây giờ đây, này hai đội, đội 1 với đội 3. Bây giờ thôi thua hết rồi, bây giờ còn hai đội. Mình chơi chung kết luôn cho nó lẹ. Rồi chuẩn bị nha, từ nha. Chú hô 2 3 là phiên nha. 2 3. Chịu à. Rồi. Từ ngã nha, ngã là thua nha. Thua rồi. Đội này đứng ba chai mà để xuống để ẩu quá ngã hết rồi, còn một chai. Bây giờ bởi vậy là đừng có xem thường địch thủ nha con, đừng có chủ quan xem thường địch thủ biết không. Đúng ra là con thắng, đúng ra đội này thắng, nó ba chai nó chưa ngã nhưng mà về chủ quan quá các bạn, về chủ quan quá, nói chung là chủ quan quá để ngã cho hai chai, còn một chai, còn đội này ngã một chai từ đầu kia còn lại hai chai. Bây giờ kết cục nha các con, qua đây. Tóm lại thì sao được kìa. Trò chơi nó cũng rất là vui. Trò chơi này á là trò chơi này các bạn ơi, chủ yếu là mình kỹ với là mình phải là cẩn thận. Cái trò chơi này là cái nó nói lên là cái sự là phải cẩn thận là các bạn, cẩn thận nhẹ nhàng, cẩn thận là về chiến thắng, còn mà bôn ba mà hấp tấp là bị thua cuộc. Như vậy các bạn, bây giờ vậy các con, các đội này thua hết đúng không? Rồi chỉ đội số 1 với số 1 đứng nhất, đội số 3 đứng nhì. Rồi bây giờ mấy đội thua đứng cái ghế đây chút cho con, đứng chơi vô đây. Đứng đây. Đứng chơi vô, chút rồi. Đây đội 3. Đội 3. Không có bị gì, con thua rồi mà đội bị gì nữa.
Rồi, cặp này cặp áo đỏ với áo vàng là thắng cuộc vô địch. Sao? Rồi rồi coi đây này nè nè. Sao cứ nhìn vô nhìn lên tay không nhìn nhìn cứ nhìn chú quay. Chú đẹp trai lắm hả? Nhìn hoài. Các bạn ơi, bây giờ cuộc thi khiên kiệu là đội số 1 đứng nhất, đội số 3 đứng nhì. Bây giờ mình tặng phần thưởng cho đội 1. Nhưng mà đội 1 có lẽ là chia sẻ cho các bạn ngựa bánh, bịch bánh ăn cho nó vui. Rồi chia sẻ đây con. Còn đứa nào có cái gì ra kia, có thiếu gì ra kia nha coi nha. Đứng lại chờ coi nha. Rồi xong chưa? Còn ra đưa chứ. Xong chưa con? Rồi rồi. Chưa con. Còn mình có cái bịch cam thôi. Hả? 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 Đủ chưa? Đủ rồi hả? Thôi thôi để tính sao bây giờ vậy. Đội số 1 được 2 đi. Con được 2 không? Rồi 2. Rồi. À, bây giờ các bạn ơi. Nói chung trò chơi nào cũng có thắng có bại. Có thắng có bại các bạn. Con bị dầm luôn à. Trò chơi này xa xưa từ hồi nói chung là nguyên thủy đến giờ, hồi mới khai thiên lập địa mà cũng ít có tổ chức phổ biến trong xã hội. Bây giờ mình ôn lại cho các cháu nó chơi. Mình cũng triển khai trò chơi là nhờ hình thức như vậy các bạn. Mình khiêng là khiêng qua đó rồi quay về lại. Mà nếu đội nào mà còn nhanh nhất có thể mà còn chay còn đứng không có ngã là thắng cuộc, còn bị ngã là thua cuộc nha các bạn nha. Trong này có 5 đội mà đều thua cuộc hết à, còn có 2 đội nhất vậy thôi, còn tất cả đều thua hết. Chú anh là thôi là đừng có giỡn con, không phải giỡn gì con. Rồi đến đây mình đã triển khai trò chơi rồi các bạn ơi, mình cùng các cháu bye bye tạm biệt các bạn nha. Bye bye.